Người chị, những bộ đàn anh đàn chị đã hỗ trợ cho Hoàng Thành và Trịnh Gia Kiệt trong suốt thời gian vừa qua, và chúng tôi nghĩ rằng là đó sẽ là một động lực để cho hai bạn sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình để tiếp tục chinh phục được trái tim của khán giả. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị, các vị khách quý cùng với các anh chị phóng viên cùng với các nghệ sĩ đã cùng đến đây. Bây giờ thì xin mời quý vị, có lẽ chúng ta đã đói rồi, chúng ta sẽ cùng dùng tiệc. Và trong buổi tiệc ngày hôm nay, thưa quý vị, là bây giờ trước khi mà chúng ta dùng tiệc thì xin được mời Trịnh Gia Kiệt với Hoàng Anh trở lại sân khấu để chúng ta sẽ có những bó hoa tươi thắm để gửi tặng cho những người đã luôn đồng hành cùng với hai bạn trong suốt thời gian vừa qua, đã hỗ trợ và là những người thầy, những người cô của hai bạn, đã giúp đỡ cho hai bạn. Xin mời. Em thật sự em rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà các sĩ quan thân chồng tôi ngày hôm nay. Anh Hương là một người ăn cũng như là một người thầy đã làm cho em trong lịch sử nhiều. Thế nói là anh Hương với mọi người thì em biết là anh Hương lớn hơn cả nhà, nhưng với em Hương với bạn hình tượng em là anh rất tuyệt vời. Thế thôi là anh Hương bây giờ thì cho em xin phép bó hoa tươi thắm dành cho người anh của em ạ, anh Hương. Nam sĩ đây em biết không ạ? Và Hoàng Thành, em gửi tặng cho một người thân yêu của em như nào? Là cái người mà em muốn gửi dạ vâng thì em cũng có duyên để gặp thầy, em gọi là thầy Phương Dương Huy ạ. Em quen thầy là bao năm rồi thầy nhỉ? Rất lâu rồi đúng không? 6-7 năm rồi đấy. Vâng thì bây giờ em muốn gửi tặng thầy bó hoa và tình cảm với thầy trò mình lâu nay. Dạ vâng. Dạ vâng, và bó hoa thứ hai xin tặng cho cô giáo của em. Đấy là cô Châu Y Linh. Là cô đã dạy cho em từ cái lúc mà em chưa biết gì đến thanh nhạc đến bây giờ mình biết ấm hát rồi. Xin được kính mời ông Phạm Văn Hội là đại diện của thương hiệu Swan sẽ lên để sẽ nhận bó hoa tươi thắm từ Hoàng Thành ạ. Xin được cảm ơn thương hiệu mỹ phẩm Swan đã cùng đồng hành với hai bạn Hoàng Thành và Trịnh Gia Kiệt cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin được mời nhà thiết kế Minh Đức và nhà thiết kế Trịnh Lý ạ. Xin mời từng người một đi ha. Rồi ạ. Các bạn. Xin được mời bạn Lý Nguyễn là thương hiệu Pesto Mon Ami ạ. Xin được mời Lý. Tụi em xin phép được mời anh Hương trở lại đây để chụp một tấm hình với lại Hạnh.
xin được mời nhà thiết kế Tài Nguyễn ạ. Xin mời bạn Tài Nguyễn. Cảm ơn các nhà thiết kế đã đồng hành cùng với Hoàng Thành và Trịnh Gia Kiệt để giúp cho các bạn có được những bộ trang phục rất là lộng lẫy, lịch lãm trên sân khấu trong cuộc thi